2 giờ chiều, từng hồi cảnh báo động dồn dập vang lên trong căn cứ của tiểu đoàn tên lửa 18. Theo tin tình báo từ cấp trên, địch chuẩn bị tiến hành tập kích đường không vào vị trí đóng quân của đơn vị. Toàn bộ tiểu đoàn được lệnh khẩn trương thu hồi khí tài để triển khai chiến đấu tại trận địa mới. Để thu hồi được khí tài thì thứ nhất là đối với cán bộ chiến sĩ là phải có đức tính, kiên nhẫn, tỉ mỉ. Các thao tác kỹ thuật này cần sự chính xác và đòi hỏi cái độ cẩn thận rất là cao. Cùng hành quân với tiểu đoàn 18 còn có 3 sư đoàn phòng không và 1 sư đoàn không quân. Đây là tình huống nằm trong kế hoạch diễn tập đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ vùng biển, vùng trời miền Bắc. 9 giờ đêm, tất cả các đơn vị hỏa lực phòng không như tên lửa, pháo cao xạ, radar, tác chiến điện tử đều đã chiếm lĩnh trận địa dã chiến. Những khẩu đội pháo phòng không tự hành diệt Su-23 với mật độ hỏa lực dày đặc, tốc độ bắn cao cũng cơ động đến vị trí thuận lợi để đánh chặn máy bay địch bay thấp và UAV. Trên cái đường cơ động vào chiếm lĩnh trận địa là rất hẹp, chỉ là vào vừa 2 bánh xích của cái xe của chúng tôi. Đấy, cho nên là phải kết hợp với người chỉ huy và là dùng kinh nghiệm của người lái xe. 8 giờ sáng hôm sau, những chiếc tiêm kích Su-30 từ các trung đoàn không quân 923, 927 được lệnh đồng loạt cất cánh, tiến hành chặn kích máy bay địch. Được bố trí tại các sân bay quân sự ở Thanh Hóa, Bắc Giang, bán kính tác chiến của các máy bay này có thể bảo vệ toàn bộ vùng biển, vùng trời miền Bắc. Những tình huống đối kháng, không chiến liên tục được sở chỉ huy tiền phương đặt ra nhằm nâng cao năng lực tác chiến của chỉ huy và phi công. Cốt lõi là rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là chỉ huy của các sư đoàn nắm được cái diễn biến tình hình trên thế giới nó phức tạp bây giờ, để có cái hướng cách chỉ huy đơn vị của mình trong sát tình hình thực tế. Sau khi những chiếc tiêm kích hoàn thành nhiệm vụ sẽ không về hạ cánh ở sân bay xuất kích, mà thay vào đó là hàng chục chiếc máy bay Su-30 mô hình bơm hơi được bố trí trên sân đỗ. Đây là những khí tài nghi binh ngụy trang do Việt Nam sản xuất nhằm thu hút hỏa lực địch cũng như bảo toàn lực lượng. Cái mô hình này được chế tạo với cái kích thước hình dáng giống hệt như là cái hệ thống radar của tên lửa phòng không S-300 thật. Tuy nhiên chỉ khác một điều là tất cả được chế tạo bằng những cái vải bạt bơm hơi như thế này. Đây là một cái hình thức ngụy trang rất là sáng tạo, giúp có thể nhanh chóng đặt những cái vật ngụy trang này tại những cái trận địa giả. Để nội dung diễn tập sát với thực tế chiến đấu trong tình hình mới, các máy bay trực thăng Mi-17, Mi-171 mang theo máy phát nhiễu liên tục bay vòng quanh các khu vực trận địa. Kết hợp với đơn vị tác chiến điện tử liên tục phát xung nhiễu trên tất cả các rãnh sóng, gây khó khăn cho radar của các đơn vị hỏa lực bám bắt mục tiêu. Tuy nhiên, với quyết tâm vạch nhiễu tìm thù, tín hiệu máy bay địch đã nhấp nháy trên màn hiện sóng của tiểu đoàn tên lửa 18. Tiêu, 10, 1 chuyên vào. Phương vị 072, tả 8 độ, bắn sắt. Sắt, sông. Cử ly phóng 17, đoạn 2 quả. Quả 1, phốc. Phương vị 070, tả 12 độ. Quả 2, phốc, phốc 6. Phương vị 072, tả 14 độ. Ai đã có tốt, có độc kiện. Ai đã có tốt. Quả 1, cách 10. Lưới lửa phòng không từ các đơn vị pháo cao xạ, pháo phòng không tự hành cũng góp phần tiêu diệt các mục tiêu bay thấp và UAV lọt vào trận địa. Với quân số lên đến hàng nghìn người cùng hàng trăm đơn vị vũ khí khí tài hiện đại, đây là cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng chiến đấu cho các sư đoàn phòng không, không quân miền Bắc, đồng thời bổ sung các phương án tác chiến sát với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.